Đây là video mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những điều mà mình cảm thấy hối hận khi còn là sinh viên năm nhất. Mình cảm thấy tiếc khi mà mình nhìn lại thì trong cái năm nhất là mình đã bỏ lỡ rất là nhiều, nên nhiều cái mà mình tiếc, mà mình mặc dù mình đã lên kế hoạch nhưng mà mình vẫn không thể nào mà làm được. Nên mình chia sẻ trong video này để các bạn có thể tránh mắc sai lầm, những sai lầm giống như mình. Và bên cạnh những cái sai lầm, những cái hối tiếc thì mình cũng sẽ có một số lời khuyên dành cho các bạn tân sinh viên. Ok, hãy cùng xem hết video nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình xin tự giới thiệu, mình là La Hỷ Tiên, sinh viên tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nhớ subscribe kênh để nhận thêm nhiều video mới từ mình nha. Những tuần vừa qua thì mình có bận mình bận thi cuối kỳ và mình có bận một số deadline của bên câu lạc bộ nữa, nên mình không thể nào mà ra video đều cho các bạn được. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm đi, bắt đầu từ tuần sau mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc cũng như là lịch học của mình để mình kịp ra video vào thứ bảy. Nên các bạn cứ yên tâm, các bạn subscribe đi, mình sẽ có video cho các bạn xem. Nói đầu video thì đây là video mà mình sẽ chia sẻ về những điều mà mình hối hận khi mà mình còn là sinh viên năm nhất, khi mà mình còn là tân sinh viên. Mặc dù mình đã cố gắng chuẩn bị những cái điều này để mình không mắc phải, nhưng mà khi mà mình đặt chân vào trường đại học rồi thì mình cũng phải mắc phải những cái sai lầm này. Và bây giờ thì mình nhìn lại cảm thấy hối tiếc, nhưng mà đến gần hết năm nhất thì mình mới nhận ra và mình cũng gỡ lại được một xíu, cũng hơn. Nói chung là các bạn cứ xem video để xem những điều mà mình hối tiếc là gì. Và bên cạnh cái này thì mình, bên cạnh những cái điều hối tiếc, mình cũng sẽ đưa ra những cái lời khuyên để các bạn không mắc phải những cái hối tiếc giống như mình, để rồi hối hận, tránh được những cái sai lầm mà mình đã mắc phải, học hỏi từ sai lầm của mình. Ok, đầu tiên thì nói về cái điều hối tiếc trước nha. Cái điều hối tiếc đầu tiên của mình là mình không tham gia câu lạc bộ, những cái hoạt động ngoại khóa cũng như là hoạt động tình nguyện. Mặc dù mình đã biết rất là nhiều lợi ích của câu lạc bộ, ví dụ như tham gia câu lạc bộ thì các bạn sẽ được trau dồi kỹ năng mình hơn nè, có cái để các bạn ghi vào CV nè, được điểm rèn luyện cao nè, rồi tạo ra được nhiều mối quan hệ với những cái người, những anh chị cũng như là những người bạn chung ngành, chung khoa như thế. Nhưng mà sau một vài lần thất bại khi mà mình casting câu lạc bộ vào cái thời gian đầu, khi mà mình mới vừa đặt chân vào đại học, sau khi mà mình fail sau một vài lần phỏng vấn thì mình không casting tiếp nữa. Mình cứ đợi đến thời điểm mà mình cảm thấy là mình cứ cho rằng là mình đợi, chắc do lúc đó mình không hoàn hảo nên mình casting tới đâu là gớt tới đó. Sau này khi mà mặc dù những cái câu lạc bộ khác cũng casting tiếp, tại vì trường mình đến hơn 100, gần 100 câu lạc bộ lận, nên cái việc mà casting giữa những câu lạc bộ cứ xảy ra, cứ mỗi tháng là sẽ có các câu lạc bộ casting thôi. Nhưng mà mình vẫn mang trong mình một cái ý kiến, ở một cái định kiến rằng là đợi khi nào mà mình cảm thấy mình hoàn hảo rồi mình sẽ casting. Nhưng mà là một sinh viên, một tân sinh viên, một sinh viên năm nhất thì làm gì ra cái điều mà hoàn hảo. Thì đến gần cuối năm nhất mình vẫn chưa tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào của trường mình. đây cũng là một trong những điều mà mình cảm thấy hối hận nhất. Tại vì tham gia câu lạc bộ nó, mình, mấy bạn, những bạn của mình tham gia câu lạc bộ thì các bạn được trau dồi rất là nhiều kỹ năng. Các bạn tham gia để các bạn từ một người mà bình thường mà các bạn trở nên tuyệt vời hơn. Mình cảm thấy là các bạn rất là giỏi. Sau khi mà các bạn chạy sự kiện cũng như là các bạn tham gia những cái hoạt động tình nguyện thì mình cảm thấy đôi lúc cũng có ghen tị, nhưng mà tại vì cái thời điểm đó cái quyết định của mình là như thế. Mình đến bây giờ nhìn lại thì mình cảm thấy hối hận. Nên là các bạn, khi mà các bạn vào đại học, các bạn cứ việc tham gia câu lạc bộ, tham gia khoảng từ 1 đến 2 hoặc 2 đến 3 câu lạc bộ gì đó để các bạn có kinh nghiệm, có kỹ năng. Nên là các bạn hãy cố gắng casting khoảng 2 đến 3 câu lạc bộ gì đó ở khoảng thời gian đầu của năm nhất. Tại vì mỗi khoa của trường mình hình như là cũng 20 mấy khoa, thì mỗi khoa sẽ có một câu lạc bộ
riêng, thì các bạn cứ đăng ký vào cái câu lạc bộ đó để các bạn có thể làm quen thêm nhiều bạn mới nè, làm quen được với những anh chị mới, những anh chị khóa trên của mình, cũng thuận tiện để các bạn có thể mở rộng thêm mối quan hệ và trao dồi kỹ năng của mình để mình có thể trở nên tuyệt vời hơn và có cái để sau này các bạn có thể ghi vào CV của mình nữa. Bắt đầu để mình trở nên hoàn hảo, chứ đừng khi nào mà mình đợi mà mình hoàn hảo rồi mình hãy bắt đầu. Đừng nghĩ như mình nha mọi người. Điều thứ hai mà mình cảm thấy hối tiếc là mình không trao dồi nhiều kỹ năng hơn. Mình không biết, chắc là tùy lịch của mỗi trường, lịch học của mỗi trường, nhưng mà lịch học của khoa mình, của trường mình là khoa du lịch của trường Đại học Khoa Sở và Nhân Văn, thì mình cảm thấy là lịch học mặc dù nó cũng kín thiệt, nhưng học sáng học chiều, nhưng mà các bạn vẫn có những ngày rảnh và những cái buổi tối các bạn vẫn có thể rảnh, các bạn rảnh nguyên khoảng thời gian buổi tối luôn. Thì cái khoảng thời gian đó thay vì mình tận dụng để mình có thể rèn luyện thêm một số kỹ năng khác, nhưng mà mình đã không làm chuyện đó mọi người ơi. Mình dành thời gian đó để mình lướt Facebook, lướt TikTok, không drama trên Facebook cũng như là Instagram. Mình đã để thời gian trôi qua gần hết năm nhất và mình cũng chưa học được gì nhiều về những kỹ năng mới. Giờ là mình nhìn lại cái khoảng thời gian đó là mình cảm thấy mình đã để nó trôi qua một cách mà nó vô nghĩa luôn á. Thì bây giờ mình lại nhìn lại mình cảm thấy hơi tiếc. Đáng lẽ thời gian đó mình nên dành thời gian để mình trau dồi bản thân mình hơn, phát triển bản thân mình hơn. Ví dụ như là các bạn có thể trau dồi bằng việc học ngoại ngữ nè, học tiếng Anh nè, rồi các bạn có thể học thêm kỹ năng tin học văn phòng, ví dụ như là Word, Excel, PowerPoint. PowerPoint thì các bạn học về những cái thiết kế này nọ. Rồi Excel là học bản tính, rồi các bạn học cách sử dụng Google Calendar để sắp xếp công việc. Thì đến bây giờ mình những cái đó thì mình mới học gần đây và mình biết sử dụng nó sơ sơ thôi. Thay vì những cái này là mình biết trước, mình đáng lẽ mình nên chuẩn bị trước và mình học trước rồi, chứ không phải đến bây giờ là gần lên năm 2 mà mình mới bắt đầu học, thì mình cảm thấy nó hơi muộn so với các bạn của mình. Các bạn của mình thì khi mà tham gia các câu lạc bộ, các bạn đã được training những cái kỹ năng này khi mà các bạn tham gia câu lạc bộ rồi, còn mình thì mình mới nhận ra và mình chỉ mới học, mới tập, mới tìm hiểu gần đây thôi. Thì mình cảm thấy là mình đã bỏ lỡ thời gian của năm nhất để làm những chuyện mà nó không có ý nghĩa mọi người, nên mọi người đừng giống mình nha. Sau thời gian dài ôn thi, tập trung ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia để đậu được đại học, thì khi mà mình đã có kết quả của ưu tiên xét tuyển trước, thì có nghĩa là mình đã đậu vào ngành của trường mình rồi, thì mình bắt đầu mình nghỉ xa hơi, mình bung lụa, mình nghỉ xa hơi một cách dài hạn. Nếu mà nghỉ xa hơi có chừng mực, có trong một cái khoảng thời gian chừng mực và biết dừng lại đúng á, thì mình không nói chi, nhưng mà cái đằng này là mình nghỉ xa hơi dài hạn luôn á mọi người. Mình nghỉ mà đến vô khi mà vô học mình vẫn chưa bắt kịp lại cái nhịp để mình học nữa, mình cũng tiếp tục nghỉ xa hơi tiếp và mình cứ tiếp tục lướt Facebook, lướt Instagram, lướt TikTok, xem phim. Mình cứ như vậy mà mình không thể nào mà dừng lại được. Mình cứ để ok ngày mai học bài, ngày mai học bài nghiêm túc, ok ngày mai, và dẫn đến kết quả là mình gớt một môn. Kiến thức thi thì quá nhiều và đề lại đề đóng nữa mà mình không có chịu học bài nghiêm túc, thì dẫn đến kết quả là như thế. Nên là các bạn ví dụ có nghỉ ngơi, có nghỉ xa hơi gì đó, các bạn cũng có chừng mực và các bạn nên biết điểm dừng đúng chỗ, chứ các bạn đừng có nghỉ ngơi dài như mình nha. Khi mà mình lên đại học thì mình vẫn nhớ là mỗi buổi tối mình vẫn ngồi chơi với các bạn, mặc dù ngày mai thi thì mình vẫn ngồi chơi và mình nói chuyện một cách bình thường, mình không có chuyện gì xảy ra hết. Mình cứ nghĩ là ok, nó sẽ dễ như cấp 3, các thầy cô sẽ cho các bạn qua môn chỉ cần đủ điểm, nhưng không, đây là đại học, mọi thứ nó khác cấp 3 nhiều lắm mọi người. Vậy là mình có lời khuyên là các bạn đi học đầy đủ những cái tiết học á, thí dụ mà có vắng thì cũng vắng 1-2 buổi thôi, nhưng mà các bạn đặc biệt đừng bao giờ mà vắng cái buổi đầu tiên nha. Các bạn đừng bao giờ mà nghỉ hay cúp học cái buổi đầu tiên, bởi vì cái buổi đầu tiên là cái buổi mà
các bạn sẽ biết cái tính cách của thầy cô đó như thế nào, các bạn sẽ biết được cái cách tính điểm cũng như là các những cái hình thức thi của thầy cô đó dành cho áp dụng đối với cái môn học đó. Thì cái buổi đầu tiên là cái buổi mà các bạn nên đi học, và cái buổi đầu tiên là các bạn sẽ có luôn mail cũng như là số điện thoại của thầy cô để khi mà các bạn có cái việc gì cần thiết sau này thì các bạn có thể liên hệ được. Sau những cái điều mà mình hối hận thì nó cũng rút ra được cho mình một số bài học. Thì sau đây là những cái lời khuyên mà mình dành cho các bạn để các bạn tránh mắc những cái sai lầm giống như mình. Và rồi cái điều đầu tiên sẽ là các bạn, trước khi mà các bạn vào học đại học, trước khi mà các bạn chuẩn bị đi học xa nhà, thì các bạn nên lập cho mình một cái kế hoạch học tập cụ thể. Lúc trước khi mà mình vào đại học đó, thì mặc dù mình cũng đã có lập kế hoạch, nhưng mà mình lập kế hoạch một cách mơ hồ. Mình chỉ dự định là hết năm nhất thì mình chỉ lập kế hoạch trong đầu của mình thôi, chứ mình không hề viết ra giấy. Thì mình cứ nói hết năm nhất thì mình phải làm chuyện này chuyện kia, mình tham gia nhiều câu lạc bộ, nhưng rốt cuộc là mình không tham gia câu lạc bộ nào. Nhưng mà gần cuối năm thì là cái khoảng thời gian này nè, thì mình cũng đã có tham gia 2 câu lạc bộ online, thì mình có như là cũng gỡ lại được một xíu. Thì các bạn nên có kế hoạch cụ thể, để các bạn nên biết, các bạn nên lập ra một cái kế hoạch. Mình sẽ để dưới phần description nha. Mình có tham khảo dạo gần đây là mình có lướt Facebook, mình thấy được cái người đó, cái chị hình như là cái chị, mình sẽ để link dưới phần description, là chị đó sắp xếp những cái kế hoạch học tập của chị đó trong cái Google Drive. Nói chung là nhìn đã lắm kìa mọi người. Mọi người xem mà mọi người muốn lập kế hoạch liền luôn á, mình sẽ để link ở dưới phần description, mọi người vào tham khảo. Thì các bạn nên lập kế hoạch giống như vậy để các bạn có thể biết được cái việc nào mình ưu tiên, cần thiết, mình cảm thấy là cần thiết nhất cho cái năm nhất của mình. Ví dụ như là tham gia câu lạc bộ nè, rồi mở rộng mối quan hệ, rồi học tiếng Anh, học kỹ năng như thế nào đó. Thì các bạn cứ ghi vào, các bạn phân chia thời gian ra trong năm nhất hết, để các bạn có thể biết được khi mà các bạn cảm thấy mà, khi mà mình nhận thấy mất phương hướng á, mình lấy ra mình xem lại, thì các bạn có thể định hướng lại đúng vào cái tọa độ, vào cái mà mình đã dự định ban đầu. Kế hoạch giúp các bạn có thể nhận ra được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình, và các bạn có thể biết được luôn là cái mục đích của mình khi mà mình học hết năm nhất, năm hai, cũng như là sau khi mà mình ra trường. Thì các bạn có thể, khi mà các bạn ra được một cái kế hoạch như vậy, thì các bạn sẽ xem rõ hơn được cái khoảng thời gian này, khoảng thời gian kia, các bạn nên ưu tiên cái nào hơn, và các bạn có một cái giống như là vẽ ra được một cái bản đồ cho mình vậy đó. Thì các bạn dễ dàng, các bạn đi đúng theo cái hướng bản đồ mà mình đã vẽ ra cho mình. Và lời khuyên thứ hai mà mình dành cho các bạn đó chính là các bạn nên dành thời gian để các bạn ưu tiên học một số kỹ năng cần thiết nhất. Đầu tiên là kỹ năng ăn nói trước, kỹ năng thuyết trình và nói chuyện trước đám đông. Nếu như bạn muốn làm ban cán sự nè, nếu như bạn muốn làm lớp trưởng nè, thì các bạn nên chuẩn bị thời gian ở nhà nè, các bạn nên chuẩn bị trước một cái mẫu giới thiệu bản thân, cũng như là nói chung là giới thiệu bản thân về mình là được rồi, ngắn gọn và xúc tích nhất. Nhưng mà nhớ có một vài cái chỗ nên ấn tượng một xíu nha. Thì khi mà kêu gọi xung phong ai có thể làm lớp trưởng không, thì những cái lúc đó thì các bạn cứ xung phong lên, thì sẽ có rất rất là nhiều người muốn làm. Nhưng mà nếu như bạn đã chuẩn bị trước, bạn tự tin trước, trong khi những cái bạn khác thì đang suy nghĩ trong đầu nên chuẩn bị như thế nào, thì bạn xung phong nói trước và bạn sẽ để lại ấn tượng trong nhiều người, và có khả năng bạn sẽ trở thành lớp trưởng luôn á, tại vì bạn để lại ấn tượng cho nhiều người mà. Thứ hai là các bạn nên học kỹ năng viết mail. Các bạn có thể xem cái kỹ năng viết mail của chị Giang ơi chẳng hạn. Mình cũng coi từ đó và mình cũng viết, tập theo và mình viết. Tại vì mình thấy có một số bạn không biết viết mail như thế nào. Lỡ như mà khi mà đang trong quá trình học, các bạn có thắc mắc gì với giảng viên của mình cũng như là với nhà trường, thì các bạn có thể viết mail. Nhưng mà các bạn hãy viết mail một cách lịch sự và đúng như là cái cấu trúc của cái việc viết mail. Tại vì đối với một số thầy cô khó, thì khi mà các bạn viết mail mà nó không có tiêu đề, các bạn chỉ gửi hình hoặc là các bạn chat như tin nhắn bình thường, thì một số thầy cô khó thì các thầy cô đó
sẽ không có chấp nhận cái mail của các bạn và không phải hỏi cái mail của bạn, thì lúc đó thiệt thòi sẽ là ở phần mình. Nhưng mà các bạn tham gia câu lạc bộ thì các bạn cũng sẽ được đào tạo, không phải đào tạo mà là các bạn cũng sẽ được viết mail nhiều hơn, thì lúc đó các bạn cũng được nâng lên được cái kỹ năng viết mail của mình. Chứ viết mail mà một số bạn cứ nghĩ viết mail là giống như là mình chỉ nhắn tin thôi, là các bạn chỉ nhắn tin bình thường rồi chat chít như trên Messenger, thì không được nha. Khuyên thứ ba là các bạn không nên đi làm thêm quá sớm. Đối với những bạn là sinh viên xa nhà thì cái việc đi làm thêm các bạn phải cân nhắc lại tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi bạn. Nhưng mà cái thời gian đầu là cái thời gian đầu mình mới lên đi học xa nhà thì mình nên dành thời gian để mình có thể thích nghi với lối sống sinh hoạt cũng như là thời gian, cái giờ giấc sinh hoạt của mình. Khi mà mình sống tại một cái thành phố mới, một cái trường đại học mới, thì các bạn nên dành thời gian đầu ít nhất là học kỳ 1 để các bạn có thể thích nghi với cái nhịp sống ở tại thành phố đó, tại cái trường đại học đó. Thì cái việc đi làm thêm thì mình thấy là bắt đầu từ học kỳ 2 của năm nhất, hoặc là các bạn qua hẳn năm 2, sau khi mà các bạn có thể xác định được những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình, và các bạn xác định được đam mê của mình trong cái công việc nào đó mà mình các bạn thích, hoặc là các bạn thấy công việc đó có khả năng phát triển trong tương lai, thì khi đó các bạn hãy bắt đầu tìm việc và đi làm thêm cũng chưa muộn. Thì mình cũng đã có đi làm thêm rồi vào đầu học kỳ 2 của năm 2, nhưng mà mình chỉ làm thêm trong khoảng một khoảng thời gian ngắn thôi, là tại vì mình có khiếu nghệ thuật, mình thích vẽ cũng như là mình thích lắp ráp mô hình, nên mình biết pha màu một xíu nữa, nên mình có tham gia làm cộng tác viên bên TU, là mình sắp xếp những cái này đây, mình lắp ráp những cái này. Nói chung là vui lắm mọi người. Lần đầu kiểu như là lần đầu mình có thể tự mình kiếm ra tiền mà mình lại thích công việc đó nữa thì nó rất là vui. Nhưng mà các bạn, mình khuyên thì các bạn khoan hãy vội đi làm thêm sớm. Tại vì cái này là mình cũng qua đến học kỳ 2 của năm nhất rồi, mình bắt đầu đi làm sau khi mà mình đã quen được cái nhịp sống ở trên thành phố Hồ Chí Minh rồi, thì mình mới bắt đầu tìm việc mà mình đi làm thêm thôi. Nói chung quy lại là các bạn vẫn tham gia câu lạc bộ để rèn luyện kỹ năng trước là ok. Tham gia câu lạc bộ các bạn có kỹ năng rồi, sau này bạn bê cái kỹ năng đó, các bạn đi làm thêm, các bạn lại được một cái dấu cộng trong mắt của nhà tuyển dụng hơn. Và vừa rồi là những quan điểm cũng như là kinh nghiệm cũng như là những cái lời khuyên mà mình rút ra được từ những cái bài học mà mình khiến cho mình, làm cho mình hối hận. Thì mình mong là các bạn tân sinh viên có thể học hỏi từ những sai lầm của mình để các bạn không phải mắc phải. Và các bạn, cái thời gian này là các bạn nên tận dụng khi mà dịch bệnh còn nè, các bạn nên tận dụng để các bạn trau dồi nhiều kỹ năng để các bạn có thể gây ấn tượng khi mà các bạn lên đại học, các bạn làm quen với những người mới, các bạn có thể để lại ấn tượng với những bạn mới của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và subscribe để nhận thêm nhiều video mới vào thứ bảy hàng tuần của mình nha. Và các bạn đừng quên nhớ kết nối với mình tại Facebook cũng như là Instagram. Mình để link ở dưới phần description. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye!